Singapore sơ tán 4.000 người để tiêu hủy bom 100kg. Các chuyên gia Singapore tiêu hủy thành công quả bom 100kg sót lại từ Thế chiến thứ nhì, sau khi sơ tán hơn 4.000 người sống gần khu vực. Cảnh sát Singapore cho biết quả bom 100kg đã được đội xử lý vật liệu nổ của quân đội Singapore, SAS, kích nổ tiêu hủy thành công vào 13h45 phút hôm nay, 12h45 phút giờ Hà Nội. Địa điểm tiêu hủy là một công trường trên đường Upper Bukit Timah, nơi quả bom được tìm thấy hôm 20 tháng 9. Hơn 40 quân nhân đã tham gia chiến dịch. Họ sử dụng các bao cát và khối bê tông để dựng tường chắn quanh quả bom, giúp giảm tác động từ vụ nổ. Giới chức Singapore đã sơ tán hơn 4.000 người sinh sống gần đó trong sáng nay. Các tòa nhà, tuyến đường được đánh giá vẫn an toàn sau vụ nổ và người dân đã được phép trở về nhà, theo cảnh sát Singapore. Quả bom được cho là một trong những vật liệu nổ lớn nhất sót lại sau chiến tranh tại Singapore. Giới chức nước này không đề cập nguồn gốc quả bom. Singapore năm 2016 cũng phát hiện và tiêu hủy một quả bom 100kg từ Thế chiến thứ nhì. Trong giai đoạn này, Singapore bị phát xít Nhật Bản chiếm đóng từ năm 1942 đến 1945. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.